Xin chào các em. Tiếp tục hình học ngày hôm nay, tôi sẽ rèn kỹ năng cho các em ôn thi tuyển sinh luôn các em nha. Vậy thì các em quan sát vào đề, tôi sẽ hướng dẫn các em này. Cho đường tròn tâm ô đường kính AB bằng 2 lần R, đúng không? Vậy trước tiên là tôi vẽ hình trước cho các em nha. Vẽ đường tròn tâm ô, đường kính AB. Đó, vẽ đường tròn tâm ô ha. Đây là đường tròn tâm ô các em. Rồi, ta vẽ đường kính nè. Đường kính AB ha. Đây là đường kính AB. Tiếp tục các em. Trên tia đối của BA, em. Tia đối. Tia đối của tia BA là tia BA, BA đi ra đây ha, đối thì mình ngược ra đây nha. Lấy điểm C sao cho BC bằng R. Đó. Cẩn thận nha các em. Đấy, phải lấy ra ngoài này sao cho một đoạn thẳng BC bằng R. Vậy thì em đo bán kính này bằng bao nhiêu thì em vẽ ra ngoài này bằng bấy nhiêu luôn nha. Đó, em vẽ ra ha. Đó, hai bên bằng nhau luôn nha các em nha. Rồi, đây là BC là bằng R luôn, cái khúc này bằng khúc này và bằng luôn khúc này luôn nha các em. Ký hiệu như vậy luôn nha các em. Trên đường tròn lấy điểm D sao cho BD bằng R luôn. Rồi, trên đường tròn này nè, lấy điểm D sao cho BD bằng R luôn. Tôi lấy trên này ha. BD bằng R bán chứng luôn. Vậy thì tôi nối là tôi nối vô đo nè. Đo bán chứng bằng nhiều và tôi kéo ra đây. À, tôi vẽ dây BD bằng vậy luôn nè. Đó. Đây. Đây. Vậy cạnh này luôn. Đây, BD đây. Vậy thì tôi nối vô điều này ha. Nối vô. Vậy cái này bán chính luôn nè, bán chính luôn nè. Trời ơi, vậy thì tam giác em nghĩ đây nè. Đây là tam giác chỉ. Tam giác nó có ba cạnh bằng nhau. Tam giác đó là tam giác chỉ. Em biết đều như các em. Đó, khai thác để nó đi. Tiếp tục các em. Đường thẳng vuông góc với BC tại C. Đường thẳng vuông góc với BC nha các em. Tại C nha các em. Đây. Đây. Vuông góc các em đây. Và bài này căng nha các em. Bài này vẽ lên tới cái đề rồi. Đường thẳng vuông góc nha. Đó, ký hiệu vuông góc. Đó. Đường thẳng vuông góc với BC nha. Đường thẳng vuông góc với BC tại C cách tia AD. Tôi nối tia AD vô. Đây. Nối tia AD vào ha. Đó. Cắt BC. Đường thẳng vuông góc với BC tại C cắt AD tại M, cắt đoạn thẳng AD tại M, đây là đặt điểm M nha các em. Đó. Rồi. Người ta nói này, yêu cầu chứng minh tứ giác BCMD là tứ giác nội tiết. Em coi. BCMD là tứ giác nội tiết. Rồi, cách đầu tiên mình nghĩ chứng minh tứ giác nội tiết là cách đầu tiên là gì? Em chứng minh tổng hai cặp đối có bằng 180 không? Nha. Không được mới nghĩ cách thứ hai ha. Giờ nghĩ cách cách đầu tiên coi. Ồ, đây 90 rồi này. Muốn tứ giác nội tiết chắc là 90. Vậy chứng minh đây 90 được không? Đề bài chứng cho vuông góc nha các em. Chứng minh được không các em? Rất đơn giản các em nhìn đây nè. Bên này nè. Đây là góc nội tiết đúng không em? Góc nội tiết này mà chắn nửa đường tròn thì bằng 90 độ đúng không? Mà đây 90 thì lập tức bên rồi em 90. 90 cộng 90 là tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180. Vậy thì tứ giác này nội gì? Tiết, đúng không các em? Vậy để ta sẽ trình bày cho các em ha. Vậy thì câu A là có góc ADB bằng 90 độ, giải thích ra nha. Góc nội tiết chắn đường tròn tâm ô nha. Góc nội tiết chắn đường tròn tâm ô. Đường tròn tâm ô. Và từ đây suy ra ha.
Góc này 90 thì góc này bằng 90 thôi nha. Vậy thì đây sẽ ra góc BDM ha. À, hai góc này hai góc kề bù ha, đúng không? Bằng 180 độ. Trừ đi 90 độ. Trừ đi góc này bằng 90. Rồi, nên kết luận góc BDM nha cộng cho góc BCM bằng 180. Kết luận vậy tứ giác BCMD nha các em, nổi tiếp được. Đó. Đây là câu A nha các em. Giờ tôi nói đến câu B này. Người ta yêu cầu chứng minh tam giác ABM là tam giác cân. Rồi, thế nhìn lại. Câu B. Chứng minh tam giác ABM là tam giác cân ha. Tôi nối vào. Ở đây thứ nhất là nội tiết, và tôi khuyên các em nối thêm được này nữa. Đó, cần thiết thì mình sử dụng thêm cái này nữa. Sử dụng các góc nội tiết cùng các góc cung bằng nhau ha. Rồi, các em thử suy nghĩ ra ha. Rồi, vậy giờ tôi sẽ hướng dẫn các em xử lý câu B ha. Rồi, ở đây tôi sẽ xử lý cho các em rất nhiều cách ha. Tôi sẽ hướng dẫn câu B ha. Chứng minh tam giác ABM là tam giác cân. Rồi, tôi nói về tam giác cân một chút xíu nha. Tam giác cân có rất nhiều cách để chứng minh cho các em. À, cách thứ nhất là gì? Chứng minh tam giác trừ có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân. Đó, tôi nhìn hai cạnh bằng nhau là tam giác cân. Hoặc chứng minh tam giác có hai góc bằng nhau, lập tức tam giác đó là tam giác cân. Rồi, đó là hai cách trong lý thuyết nha. Rồi, các em vẫn còn một số cách nữa nè. Nghe nè. Trong tam giác cân á, các em học ở trong chương trình lớp 7 trong tam giác cân á, đường thẳng xuất phát là đường cân nha các em. Nếu là đường phân giác, lập tức nó chính là đường cao, lập tức chính là đường trung tuyến và lập tức chính là đường trung trực. Nha. Vậy thì em trong một tam giác á, em chứng minh đường thẳng xuất phát từ một đỉnh á mà đóng nhầm là vai trò là hai đường trở lên. Nếu là đường phân giác là đường cao, lập tức là tam giác cân. Hoặc nếu mà đường vừa đường cao vừa là đường đường gì em đường trung tuyến cũng là tam giác cân luôn. Đó, em nhớ kỹ điều này ha. Đó. Vậy thì ở đây các em quan sát này, tôi sẽ hướng dẫn cho các em nhiều cách xử lý bài tập này. Ha. À, bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các em ba cách giải, ba cách để xử lý chứng minh tam giác là tam giác cân. Nha. Rồi, tôi sẽ hướng dẫn cho các em cách đầu tiên này em. Em nhận xét vô là mới đầu mình vô mình làm thấy ba cạnh bằng nhau là tam giác đều á. Tam giác đều thì góc này 60 nè. Góc này bằng 60. Góc này bằng 60 đúng không em? Đúng không? Rồi. Rồi tôi sẽ hướng dẫn các em làm cách này nè, chứng minh cách thứ ba chứ không phải là hai cách này. Chứng minh đường thẳng này nhìn vô chắc anh biết nó cân ở bên thôi, đúng không? Nên đây là đường cao nè. Đó. Nếu em chứng minh nó được là đường trung tuyến hoặc là đường phân giác ha, là hai góc này bằng nhau nè. Đó, vừa là đường cao, vừa là đường phân giác. Trong tam giác đường thẳng xuất phát từ đỉnh đóng vai trò ngầm là hai đường trở lên. Đó, trong bốn loại đường em học là đường trung tuyến, đường phân giác, đường cao, đường trung trực. Đúng không? Đó, thì lập tức tam giác đó là tam giác cân. Rồi, vậy thì tôi chỉ cần chứng minh góc này bằng góc này. Em nhìn này. Đây 60 độ thì chắc ăn góc này từ đây lên 120. Đúng không em? 120 độ. Kê bu mà, đúng không? Rồi, vậy thì tôi chỉ cần muốn chứng minh được này 60 độ rất đơn giản là chắc ăn chứng minh đây là phân giác thôi. Để chứng minh góc này bằng góc này nè, luôn nè. Đó. Mà muốn chứng minh góc này và góc này em nhìn vô hai tam giác này này. Đây là tam giác vuông nha, mới chứng minh vuông đấy là vuông này. Tam giác vuông cái này và tam giác vuông này bằng nhau trường hợp gì các em? Em nhìn cạnh này. Tam giác MBD và tam giác MBC đúng không? Em nhìn cạnh nó vuông này, cạnh nó vuông này. Đây là cạnh huyền trung. Bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, cạnh vuông dẫn đến góc này bằng góc này. Vậy góc này bằng 60, góc này bằng 60. 60 60 là bằng nhau nè. Vậy DM chính là phân giác. Mà DM lại là đường cao nữa. Chỉ có tam giác cân tồn tại điều này thôi, đúng không? Kết luận là điều đó là tam giác cân. Đây là một cách nha. Giờ tôi hướng dẫn các em một cách đầu tiên trước. Rồi, cách thứ nhất là em quan sát nha. Câu B là trình bày đây đây. Rồi, tôi nói là tam giác OBD là tam giác đều nha. Vì sao vậy? Vì có ba cạnh bằng nhau, đúng không? Để thích là vì OD bằng OB bằng BD đúng không các em? Đó, bằng bán kính á, đúng không? Đó, ba này bằng nhau là thiết là cho. Rồi. Vậy từ đây các em suy ra được này. Tôi suy ra góc này nha. Cần suy ra góc này không? Đó. Suy ra góc OBD bằng 60 độ.
Rồi góc này 60 thì góc bên này chắc ăn 120 thôi nha. Rồi. Đây. Góc DBC. Lấy 180 độ. Trừ đi góc này, đây hai góc kê bú đúng không? Trừ đi 60 độ bằng 120 độ. Đó. Đây 120 độ. Giờ nó chứng minh hai là 60 độ nha. Rồi cái này tôi xét này em. Xét tam giác vuông tên là MDB và tam giác vuông MCB nha, có MD, MB là cạnh huyền chung các em nha, cạnh huyền chung. Rồi BD bằng BC, người ta cho giả thiết là cho đó bằng mắt kính đó ha, bằng mắt này bằng mắt kính. Rồi vậy từ đây suy ra tam giác vuông MDB bằng tam giác vuông tên là MDB bằng tam giác vuông MCB theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông, đúng không các em? Hai góc này bằng hai tam giác này bằng nhau nên góc này bằng góc này. Rồi suy ra góc DBM bằng góc MBC nha. Bằng nhiêu em? Hai góc này bằng nhau thì chắc ăn là bằng góc gì? DBC chia 2 nha. Nè, 120 mà chia 2 thì bằng 60. Đó. Và hai góc, góc này 60 là góc này 60 thì góc này bằng 60. Vậy từ đây suy ra nha. Suy ra góc OBD bằng góc DBM bằng 60 độ. Rồi. Nên BD là phân giác. À, BD là phân giác ha. BD là phân giác của góc ABM. Mà các em nhé, mà BD lại vuông góc với gì em? À, nè em nè, trong tam giác ABM ha, có BD là phân giác này. Đó, BD là phân giác này. Rồi BD là đường cao, đúng không? Trong tam giác mà vừa là đường phân giác vừa là đường cao, kết luận vậy. Tam giác ABM cần tại đâu em? Nè, đó. Đó, đó là một cách nha. Rồi, cũng ứng dụng được cách này, các em quan sát nào, tôi sẽ hướng dẫn các em làm thêm cách khác ha. Tôi sẽ hướng dẫn các em làm cách hai. Tôi sẽ không khảo sát bên này nha. Tôi sẽ không cũng chạm gì bên này đâu. Không đúng góc ra ha. Lúc này tôi nghĩ như vậy em, cách hai của tôi nghĩ vậy. Khi được chứng minh đây là tam giác đều á, nha, 60 này, vậy tam giác này tam giác vuông này, đây 60 thì tôi tìm ra được đây là góc 30 độ này em, góc A 30 độ em, nha, góc A 30 độ, giờ chỉ cần chứng minh góc M này là 30 độ là thành công, nha. Vậy thì em quan sát này, trong tam giác vuông lớn này này, đây 30 độ đúng không? Thì góc này bằng bao nhiêu độ em? Đây góc này phải chắc là bằng 60 độ thôi. Trong tam giác vuông hai góc nhọn chụp nhau đúng không? Góc này cộng này 90, bằng này là 30 thì đây 60. Vậy tôi chỉ cần chứng minh được hai góc này bằng nhau. Lúc này tôi quay ra xét hai tam giác nhọn này bằng nhau. Xét hai tam giác nhọn này bằng nhau. Đấy, bằng nhau cũng theo trường hợp được luôn. Cạnh huyền góc gì? Cạnh huyền tại góc vuông luôn. Mà hai tam giác này bằng nhau nên góc này bằng góc này, 60 chia đôi ra mỗi góc bằng bao nhiêu em? 30. 30. 30 bằng 30 nha. Đó. Lập tức tam giác mà có hai góc bằng nhau thì mình kết luận tam giác đó là tam giác gì? Cân, đúng không các em? Đó. Vậy thì ở đây nha, sẽ trình bày như vậy nha, xóa khúc này luôn ha, xóa khúc này luôn, tôi lợi dụng tôi để chỗ này luôn. Rồi rồi tôi sẽ khóa khúc này luôn các em, không dùng cái này luôn nha, cách hai nha, tôi dùng vẫn dùng chỗ này nha. Rồi tam giác đều, vậy thì lúc này tôi suy ra góc này bằng 60 và tôi suy góc này bằng 30 và tôi suy ra góc này bằng bao nhiêu em? 60 ha, đều. Nên
góc OBD bằng 60. Nha. Rồi từ đây nó sẽ suy ra này. Góc BAD bằng nhiêu em? Đây, trong năm mét vuông hai góc nhọn thuộc nhau đây 60 thì đây 30, đúng không? Tôi làm nhanh chỗ này nha chị em. Đó. Rồi, và góc gì em? Góc M nè. Đó, góc AMC ha. AMC. Và góc AMC bằng bao nhiêu em? Đây nè, căn nhà vuông lớn lúc này sẽ đang có vuông lớn mà đây 30 thì đây là 60 nha. Tôi làm nhanh chỗ này nha các em để ý được chút xíu ha. Rồi, tương tự rồi, tôi cũng sẽ hai năm nhất này bằng nhau luôn. Nên góc nè, góc DMB. 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 DMB bằng góc BMC. Hai góc này bằng nhau mà góc này của nó bằng 60, vậy chia đôi ra bằng góc AMC chia 2 ra. Nhà 60 chia 2 bằng 30. Đó. Góc DMB nè, DMB bằng 30 nè. Góc này bằng 30 nè. Vậy từ đây suy ra góc. Góc gì em? Góc gì em? BAD. B bằng góc DMB bằng 30 độ. DAB nè. DAB đúng không? Đó. BAD nè, bằng 30 nè. Rồi DMB mình mới chứng minh 30 nè. Kết luận vậy. Tam giác ABM cân tại B. Nha các em, đây là cách thứ hai. Rồi. Giờ tôi hướng dẫn các em thêm một cách nữa. Cách này tôi không đụng đến, đụng chạm đến tam giác đều luôn nha, vẫn làm thành công. Các em quan sát. À, tôi xóa mấy cái độ này luôn. Em nhìn đây. Bây giờ giờ phương pháp này nha. Cách này cũng khá là hay ha. Rồi. Ở đây giờ tôi sẽ điền số vô đi nha. Rồi tôi xóa luôn cái này luôn nha các em nha. Cô B tương ứng các em cách thứ ba. Rồi. Tôi sẽ chứng tập trung chứng minh hai góc này bằng nhau. Nha, chứng minh góc này bằng nhau. Rồi, nhớ là không bao giờ chứng minh nhìn thấy nó bằng nhau đâu. Phải gián tiếp hết các em. Ồ, góc này bằng góc nào đó, góc này bằng góc nào đó, mà hai góc nào đó nó bằng nhau hết. Nha. Vậy em nhìn nha. Ở câu A mình chứng minh được tứ giác nè, BC, EM, D nội tiếp rồi. Mà cái lợi tứ giác nội tiếp em học là thứ nhất là tổng hai góc đối bằng 180. Đúng không em? Đó. Nhất là tổng hai góc đối bằng 180 nè. Rồi, thứ hai là gì em? Các góc nội tiếp cùng chắn một khung thì bằng nhau. Đúng không? Rồi, góc M này. Bằng góc C này. Bằng C này. Đó, hai này cùng chắn khung gì em? BD. Rồi, em nhìn coi góc A này là bằng góc nào? Nếu mà nhìn á, A này có khả năng là bằng góc gì em? Góc D này. Đó. A bằng D tam giác chân đúng không? Nhưng mà nhìn vậy không thể chứng minh được này bằng này được đâu. Nghe không? Em nhìn là tôi gợi ý cho em nhìn nữa này. Em thấy góc này bằng góc này không? Rồi góc này sao chứng minh bằng góc này được? Em nhìn tiếp theo là cạnh này cũng bằng cạnh này không? Nãy tôi vừa ký hiệu nào bằng bán kính nè. Cạnh này bằng cạnh này nè. Vậy tam giác BDC là tam giác chân. Tam giác chân thì góc này nè. Và góc D một là đây. Đúng rồi. Vậy chỉ cần chứng minh góc này bằng góc này không? Tôi hỏi em nhé. Khi nào góc này bằng góc này em biết không? Khi đây là gì em biết không? Đây là góc nội tiếp chắn bằng hai số góc của BD. Vậy khi góc này làm sao bằng hai số góc của BD? Khi em chứng minh đây là tiếp tuyến, đúng không? Tiếp tuyến thì đây là cung vuông góc này, đúng không? Đó thì em phải chứng minh đều vuông góc này. Đó, góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến là gì? Cùng chắn cung thì bằng nhau. Đó. Vậy thì tôi nói là nha, góc này bằng góc này mà góc này bằng góc này mà góc này bằng góc này thì em phải chứng minh DC là tiếp tuyến mới được. Vậy thì bài này em phải chứng minh DC là tiếp tuyến. Mà muốn chứng minh DC là tiếp tuyến, tôi nói các em nghe nha. À, muốn chứng minh nó tiếp tuyến em phải chứng minh nó vuông góc với bán kính. Em phải chứng minh nó vuông. Lại đó tôi chủ đề chứng minh vuông góc. Em còn nhớ chứng minh vuông góc không? Em nhìn này. Ba này bằng nhau không? Em nhìn vô tam giác ODC đúng không? Đây là đường trung tuyến, đúng không? Hai cạnh nằm nhau nè. Mà bằng ba này bằng nhau nè. Đường trung tuyến bằng nửa cạnh đối diện trong một tam giác. Đường trung tuyến bằng nửa cạnh đối diện thì tam giác đó là tam giác gì?
cái mét vuông, đúng không? Đó, kỳ một mình làm cái chủ đề là rất là nhiều này, đúng không? Ta có đoạn này và đoạn này và đoạn này, đúng chưa? Rồi vậy chia ra làm vuông, vuông thì đây chính là tiếp tuyến, mà tiếp tuyến thì góc này qua góc này, đúng không? Đó, mà góc này qua góc này, góc này qua góc này, vậy chia ra góc này bằng góc này. Kết luận tam giác này là tam giác hình nhau, tam giác, được chưa? Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn các em trình bày ha. Vậy thì tôi sẽ trình bày là hoàn chỉnh này. Đầu tiên là chụp chứng minh nền tiếp tuyến với trước mới được. Ta có ha. Ta có DB bằng OB bằng BC bằng OC chia 2. Vậy từ đây suy ra tam giác ODC vuông. Tại đâu em? Tại đây. Đó. Vậy từ đây nên OD vuông góc với DC. Vậy từ đây suy ra DC là tiếp tuyến nha. Của đường tròn đúng không? Rồi. Từ đây tôi mới suy ra nguyên một dàn này các em nha. Rồi. Tôi nãy nói số này nhưng mà giờ phải đọc rồi các em nha. Đó, đây vuông góc này. Rồi. Suy ra góc A này nè. A là góc gì em? À, em đọc tên góc luôn. Góc DAB. Rồi. Suy ra góc DAB bằng góc gì em? BDC. BDC. Nha. BDC. Hai này bằng nhau do vì bằng 1 phần 2 số đo cùng BD. Đó, đây là góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và những cùng cùng chắn và cùng bằng nhau nha. Đó. Mà góc BDC lại bằng góc gì em? DBC bằng góc BCD. Mở ngoặc ra. Vì tam giác DBC cân tam giác B. Nha. Đó, cân thì hai cạnh ngang nhau là cân này. Đó, đúng không em? Rồi. Mà góc này lại bằng góc này. Lại có BCD. Góc BCD, góc này này. À. Bằng góc BMD. Bằng góc BMD. Hai này bằng nhau đều bằng 1 phần 2 số đo cùng gì em? Cùng BD. Mở ngoặc ra. Vì tứ giác BCMD đầu tiếp mình đã chứng minh ở cậu A luôn đó các em. Đó. Rồi, từ đây suy ra điều gì? Đó, nó đi nguyên một dây này, góc này bằng góc này, góc này bằng góc này, góc này bằng góc này và này bằng này, suy ra góc DAB. Nha. DAB bằng góc gì em? BMD. Có nghĩa là hai góc này bằng nhau. Kết luận vậy tam giác ABM cân tại đâu em? Tại B. Ok, có ba cách trình bày nha, em quan sát kỹ vào nha. Khi quan sát đến câu C các em, câu C người ta yêu cầu này, em hãy tính tức AM nhân AD theo R nha. Đó, câu C là tính AM nhân cho AD theo R nha. Đó, cái này bằng theo R bằng bao nhiêu R đó. À, em nhìn thấy đây là tích độ dài đoạn thẳng bằng nhau. Vậy thì trong đầu mình phải nghĩ là trời ơi, trong đây có khả năng là rớt vô hệ thương lượng hoặc là gì hai năm giác đoạn dài. Đó. Đó, nhà hai cách đó ưu tiên nghĩ trước. Nhưng mà nghĩ đầu tiên nghĩ tam giác đoạn dài được không? Ha. À, đó, hai cái này là AD nha các em. Đó. Rồi em nhìn ra tam giác mà có AM. Wow, tam giác AM nhìn thấy liền anh. Tam giác vuông bự, đúng không? AMC. Tam giác chỉ có AD. Đấy. Tam giác vuông nhỏ này nè. Đấy, đấy này. Rồi, tam giác nhỏ này với tam giác vuông lớn này nè, có chung góc A này nhọn nè. Đúng không? Chung góc A nhọn nè. Vậy lập tức hai tam giác đồng dạng. Rồi em lập tỉ số ra rồi em tự suy nghĩ thôi nha. Và nhìn thấy tôi thấy hướng này có thành công rồi đó ha. Và tôi đầu tiên tôi xét nha. Xét tam giác vuông AMC trước và tam giác vuông đọc đúng tỷ lệ nha các em. Chung góc A AMC nhọn vuông, đọc nhọn vuông nha. Nhọn. ABD. Nha. Đọc sai thì lại là tí em lập cái này không ra đâu nha. Có
nhóm chung. Vậy từ đây suy ra tam giác vuông AMC đồng dạng với tam giác vuông ABD. Theo trường hợp gì các em? Góc góc. Hồi tôi lập tỷ lệ với các em. Là có. Như này là bạn AM đầu thứ nhì trên đầu thứ nhì trên AB. AB mình đã lập ra rồi, đúng không? Vậy còn cái gì chưa lập? Bên này không nhìn thấy được đâu. Nhưng mà em hiểu là ở dưới này là phải có AD nó mới nhìn chéo lên. Đây có AD đúng không? AD đó, đầu cuối. Đầu cuối trên AC. Vậy thì đây suy ra AM nhân AD bằng AC nhân AB. Rồi các em nhìn ra quan sát coi AC bằng cái gì? AC là em. AC là đây 1R, đây là R, đây là 2R, đây là R nữa phải mấy R? 3R. Tôi thay bằng 3R. Đúng không? Đó. Nhân AB. AB đâu em? AB các em nhìn ra đây mấy R? Có phải là 2R đúng không? Vậy là 2R. Vậy nhân lại bằng 6R bình thường. Rồi các em trình bày vào nhé. Rồi các em quan sát đến cung D này các em. Ta nói là cung BD, đây là cung BD này. Nha. Cung BD có đường tròn tâm O ha. Cung BD có đường tròn tâm O. Ở đây có hai cung BD này, cung BD này ha. Tiếp tục này em. Chia tam giác ABM đây nè, vậy là cung BD này ha. Chia tam giác ABM này, ABM ha. Thành hai phần. Đó, cái cung này là hai cung này chia đó, cái cung này chia cái tam giác này thành hai phần. Đó. Người ta yêu cầu là tính diện tích phần tam giác ABM nằm ngoài đường tròn tâm O. Đó. À, tính những phần diện tích của tam giác á nha. Tính phần diện tích, tính diện tích phần của tam giác ABM, ABM tam giác lớn này nằm ngoài đường tròn tâm O là tính cái phần này nha. Nha. Đây là cái phần nằm ngoài. Đó, tôi đồ đen cho các em nhìn này. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Đó. Cái phần này nằm ngoài chẳng là hình gì hết á. Nha. Đó, nếu mà tam giác thì có công thức tính diện tích tam giác hoặc tứ giác cũng vậy đó. Những cái này là chẳng phải là tam giác luôn, có tự nhiên nó cong, nó mình cong lên. Đó. Vậy thì chắc anh mình không bao giờ tính trực tiếp được rồi. Bắt buộc mình phải tính gián tiếp thôi nha. Mà tính gián tiếp mà các em quan sát này, nhớ kỹ được này ha. Tính gián tiếp á thì theo tôi nghĩ này. Một là lúc này các em à, em muốn tính cái phần E này, em lấy tính diện tích của tam giác to đúng là tam giác ABM á. Đó. Đó. Rồi em trừ đi cái tam giác nhỏ này. Rồi em trừ đi cái quạt này. Diện tích quạt này. Hoặc là em lấy cái gì em? Em lấy diện tích tam giác lớn này nè. Ha. Rồi. Em trừ đi diện tích tam giác ABD. Rồi sau đó em trừ đi cái diện phần. Đó. Các em còn một cách nữa nha. Cái cách đầu tiên tôi mới nói với các em á là lấy diện tích tam giác lớn nè, trừ đi tam giác này. Rồi xong đến trừ đi cái gì em? Trừ đi cái viên thân này nè. Đó. Làm sao trừ đi viên thân này? Lúc này phải lấy cái quạt trừ đi cái viên thân này. Nhưng mà các đó nó rất dài. Ha, để chỉ cho các em cách này nè. Em lấy luôn cái diện tích của tam giác BDM nha. Đó. BDM ha. BDM là tam giác to đùng này ha. Trừ đi cái phần viên thân này. Mà muốn tìm cái phần viên phân thì rất đơn giản, lấy quạt nè, là ODB nè, trừ đi diện tích tam giác này. Mà nhớ đây là tam giác đều các em. Tam giác đều. Công thức diện tích tam giác đều các em học chưa? Cạnh bình nhân với 3/4. Nhớ nha, đừng có hạn cao gì xuống nó hao thời gian nha. Đó. Vậy thì các em giờ tôi sẽ hướng dẫn các em này. Giờ trước tiên tôi giải quyết diện tích tam giác BDM là trước tiên ha. Các em quan sát này. Đây là R rồi đúng không? Đây là R. Đó. Đây là có chiều cao làm giờ tìm cái gì em? DM nữa thôi nha. Rồi, giờ làm sao giải quyết DM này? DM ha. Em mới chứng minh là tam giác cân thì đây là 2R thì đây là 2R đúng không? 2R đây là R này, R là dùng pi đo thì nó DM đúng không? À diện tích tam giác vuông thì bằng 2 chiều cao 1 và 2 tích hai cạnh tam vuông đúng không? Đó, có cái này rồi giờ chỉ tìm DM thôi nha. Tôi sẽ tính được cái diện tích này, sau đó tôi tính đi hình quạt trừ đi cái gì em tam giác là tức ra viên phân, rồi sau lấy diện tích gì em, lấy diện tích tam giác lớn là trừ đi viên phân thì ra cái phần nằm ngoài đường tròn mình cần tính nha. Vậy thì đầu tiên nha cô D ha, tôi áp dụng định lý Pythagore nha.
tam dục định lý Pythagore trong tam giác vuông tên là BDM. DM là cạnh tam vuông đúng không? Bỏ bình phương đi lấy căn lên các em nha. Bằng cái này là bằng bình phương cạnh bình trừ đi cạnh tam vuông, còn lại là 4R bình phương trừ đi R bình phương thì bằng 3R bình phương mang ngoài bằng R căn 3 nha các em. Em ghi là đơn vị đo. Tại vì nó không cho sang đến mấy thì cứ ghi vậy nha. Đó, có DM rồi. Giờ tôi sẽ giải quyết được diện tích của tam giác DMB nha. Bằng 1 phần 2 BD nhân cho DM và 1 phần 2 tích hai cạnh tam vuông các em. Em thấy rồi, 1 phần 2 BD, BD là R đúng không? DM, DM là bằng R căn 3 ha. Rồi, các em tính này đáp số này rất đơn giản ha. Bằng R bình nhân căn 3 chia 2 ha. Hay là căn 3 chia 2 R bình phương. Nha. Tại vì R nhân R chính là bằng R bình phương đúng không? Thì là đơn vị diện tích nha các em. Thì là đơn vị diện tích. Đó. Rồi. Tiếp tục. Giờ tôi sẽ tìm diện tích hình bình phân này. Đó, bình phân này. Này tên này, đây này. Hình bình phân này. Đó. Rồi, muốn tìm bình phân thì lấy diện tích hình quạt trừ đi tam giác này nha. Vậy thì tôi coi phân tích này. Hay là tôi sẽ làm gộp trực tiếp nha cho em luôn nha. Tôi lấy gì em? Tôi lấy muốn tìm bình phân thì tôi lấy quạt này này. Trừ đi cái gì em? Quạt lớn này này. Trừ đi tam giác này, đúng không? Đó. Rồi, để tôi làm chậm cho em không quên ha. Tôi lấy diện tích hình quạt này. Tên là OBD. Em có học cái diện tích hình quạt rồi, bằng BR bình nhân N đúng không? Chỉ cho 360. Rồi, bằng BR bình phương N này. Quạt này, góc N là 60 này. Thế 60 thôi. Chỉ cho 360. Các em được đáp số thì ha. Bằng BR bình chia cho 6 thì là đơn vị diện tích là quạt nè, đúng không? Rồi tôi sẽ tìm thêm diện tích của tam giác nè. Tam giác tên là OBD, tên tam đều đúng không? Bằng cạnh bình nhân căn 3/4, cạnh bình này R bình phương, R bình phương nhân căn 3/4 là được rồi nha. Bằng R bình nhân căn 3/4 đó, ghi là đơn vị diện tích. Có một số em á hạ đường cao xuống cực lắm nha, hạ đường cao xuống rồi tính cạnh đường cao rồi đáy ra nó hao rồi nha. Có công thức diện tích đặc đều hoặc không có các em còn nhớ cái công thức á mà ở học kỳ 2 tôi đã đề cập các em rất là nhiều ha. Có một công thức nha, nè vậy nè, lấy hai cạnh bên hông, hai cạnh bên hông nhân cho sin ở giữa này, 1/2 tích hai cạnh bên hông nhân sin ở giữa, nhân sin kẹp giữa hai cạnh đó nha. Đó công thức của cấp 3 nha. Nhưng mà các em nhớ là đề thi của cả có câu này, học sinh giải cách khác đúng đáp số vẫn cho điểm tối đa mà, đúng không? Đó, mình vận dụng người nào vậy cho nó nhanh nha. Rồi, vậy thì tôi sẽ trả lời ha, kết luận vậy. Diện tích nha. Vậy diện tích căn lên này. Vậy thì rất đơn giản, muốn tính phần thì diện tích phần tôi đây nè. Tôi lấy diện gì nha? Diện tích tam giác lớn này nè, trừ đi bình phân. Mà muốn tìm bình phân thì lấy quạt trừ đi tam giác thì nó ra ra bình phân cho các em, đúng không? Vậy thì lúc này tôi sẽ lấy diện tích của tam giác tên là BDM trừ đi đó, trừ đi cái bình phân đó ha. Mà bình phân thì lấy thì diện tích hình quạt ha, OBD trừ đi diện tích tam giác nè ha, OBD rồi. Đó. Vậy thì tôi bằng nha, cái này là bằng căn 3/2 đây em, đó BDM nha, bằng căn 3/2 R bình phương trừ đi nè quạt các em, BR bình chia 6 đúng không, trừ đi R bình diện tích tam giác này căn 3/4 được chưa? Đó, sau đó mình thu gọn đây em. Em thôi, em ở đây em quan sát này, có nhân tử chung đó các em. Đó, mình đặt nhân tử chung ra ngoài cũng được. Rồi, cái này các em cố gắng nhắc ở ngoài chút xíu đi ha. Rồi, tôi đặt R bình phương luôn đi. Nha, tôi làm ngăn cái này này, bằng căn 3/2. Đặt R bình phương ra ngoài đúng không, còn V/6 trừ V/6 nha. Rồi, đặt R bình phương như là dấu trừ với trừ với thằng cộng nha.
rồi bằng căn 3 trên 4 đó, đóng mặt lại nha, R bình phương đó. Giờ là em muốn cho nó gọn này thì em có thể quy đầu lên được, là quy đầu 2 này đi ha, quy đầu 2 này một chung là mấy em 4 đúng không, này 2 căn 3 với cộng 1 căn 3 đúng không, 3 căn 3 đúng không, 3 căn 3 phần 4 trừ đi pi chia 6 ha, đúng không ha, nhân R bình phương. Rồi em ghi là đơn vị diễn đấy nha các em. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh, like, share để cho các bạn cùng học luôn nha các em nha.